Các bạn thân mến, mình rất vui khi được cùng với các bạn chia sẻ nhân duyên về việc ăn chay. Hôm nay mình cũng làm bánh mì và bánh nấm, hai món ăn vặt mình thích, mong rằng sẽ gieo được chút duyên chay. Mình thì có chính nhân duyên xảy ra ở chính thời điểm khác nhau, một chuỗi sự kiện theo trình tự thời gian, rồi cuối cùng cũng đưa đến quyết định ăn chay của mình vào năm 2011. Nhân duyên thứ nhất, hồi trước mình quy y ở một chùa quê, chùa xa lắm, thỉnh thoảng mình hay lên chùa thăm sư ông. Sư ông khi ấy đã cao tuổi rồi, mà đặc điểm của sư ông là không có nói nhiều, gặp ai sư ông cũng chỉ kêu ăn chay đi. Còn nữ Phật tử thì ngoài việc ăn chay đi, sư ông còn nhắc thêm, đi chùa thì mặc đồ rộng rộng vô, đừng có bó sát quá. Chỉ hai câu đó, lúc đó mình cũng không hiểu tại sao lại phải ăn chay, rồi đi chùa thì không được mặc đồ bó. Đến bây giờ khi mình hiểu thì sư ông đã viên tịch rồi. Nhân duyên ấy là nhân duyên đầu tiên giúp mình tiếp xúc với khái niệm ăn chay. Nhân duyên thứ hai, hôm đó mẹ với mình ra chợ mua cá. Mẹ mình thì kén lắm, nếu mà cá không tươi thì sẽ không mua. Hôm ấy chợ cũng trưa, nên nguyên mâm cá đều chết hết. Chỉ còn lại một em diêu hồng là còn vẫy vẫy. Mình thấy mẹ chỉ vào nó, mẹ đã chọn đúng cá tươi như ý muốn nên mình cũng không để ý nữa. Một hồi tính tiền xong thì mình thấy sao con cá ấy vẫn còn nằm trên mâm. Vậy là mẹ không chọn nó, mà ngoài nó thì đâu còn con nào tươi hơn. Mình không hiểu, đi một đoạn nghĩ hoài không ra nên mình buột miệng hỏi mẹ. Khi ấy mẹ mới nói là lúc mẹ chỉ tay vào con cá, thì con cá nó trừng mắt nhìn mẹ. Cảm giác rất rõ ràng, đó là ánh mắt hung dữ phẫn nộ của một người đàn ông, nhìn sắc bén và đáng sợ. Mẹ nói là mẹ sợ đến nỗi mà nổi da gà và ngay lập tức rụt tay lại không dám chỉ vào nó nữa. Và chọn liền con khác chứ không dám chọn con đó. Mẹ nói đến khi tính tiền xong mẹ cũng không dám nhìn lại cặp mắt của nó thêm lần nữa. Hèn gì lúc đó mẹ kéo mình đi rất là nhanh. Từ hôm đó trở đi thì khi mua cá mẹ mình không còn dám mua cá sống nữa, chỉ mua cá đã chết. Đây là điều rất là khác so với đặc tính mấy chục năm trước giờ của mẹ. Suy ra ánh mắt của nó thực sự ám ảnh. Nhân duyên này đã giúp mình nhận ra một điều, là thì ra con cá cũng có cảm xúc và linh hồn như một con người. Nhân duyên thứ ba, thì mình còn nhớ hôm ấy mình với mẹ thèm ốc gạo nên đi mua ốc về luộc. Mình thì trước giờ không có phụ trách nấu nướng nên đâu có biết khi nào là ốc chín. Mà hai mẹ con lo nói chuyện quên canh thời gian, nên lúc đó mình cũng chạy vào coi thử xem sao. Dở nồi ốc ra thì mình kinh hãi. Do nước mới nóng thôi chứ chưa có sôi, nên nó bò đầy lên thành nồi nắp nồi. Nó bò dày đặc, đen thui khích rịch nhìn ghê lắm. Mà cái nắp trên tay mình cũng đầy ốc, tụi nó đang bò rất là nhanh, thậm chí có con sắp rớt xuống tay. Cho nên mình sợ quá mình quăng nắp bỏ chạy la ung sùm trời đất. Bởi vì trước giờ mình chưa bao giờ thấy những cảnh tượng như vậy. Mình chỉ thấy một dĩa ốc gọn gàng ngăn nắp chứ không phải là những hình ảnh này. Do mình quăng nắp nên ốc rớt xuống đầy bếp. Ốc trên nồi thì có những con bò ra ngoài, nhưng do nóng quá nên đã rớt xuống lửa hồng. Có con bù ở bên trong, nhưng do bò lên không kịp nên lại rớt ngược vào nước sôi. Mớ rớt xuống sàn và bếp thì vẫn đang bò tràn ra xung quanh. Nó bò lúc nhúc đen thui, nhìn như một bãi chiến trường. Ốc văng tung tóe bò khắp mọi nơi. Nhìn cảnh tượng đó thật sự là sợ, rất là sợ. Mình có cảm giác y như mình đang diệt chủng vậy. Và nguyên bầy ốc thì đang nỗ lực để thoát thân. Mình lúc đó cứ điếng người đứng ở cửa bếp nhìn cảnh tượng đó. Cho tới giờ mình vẫn còn nhớ rất rõ những hình ảnh ấy. Lúc đó mẹ mình chạy tới, hỏi chuyện gì. Thì mình chỉ ngón tay vào bếp. Mẹ cũng lặng người. Xong mẹ lật đật tắt bếp, bắt nồi ốc xuống, rồi quay qua nói với mình, thôi từ giờ không ăn ốc nữa, tội nghiệp quá. Sau đó hai mẹ con mình ngồi im lặng với nhau một hồi lâu. Thực sự là không thể nào không chấn động khi thấy một cảnh tượng như vậy. Nhân duyên thứ ba này giúp mình biết rằng, thì ra nhỏ xíu nhìn vô tri vô giác như con ốc cũng vô cùng sợ hãi khi đối diện với cái chết. Bình thường khi chúng ta ăn ốc, mọi thứ đều đã xong xuôi, đã luộc chín, êm xuôi bày ra đĩa. Chúng ta không có dịp thấy cảnh chúng giành giật giữa sự sống và cái chết như thế này. Nếu mà bạn có thể thấy điều mình đã từng thấy, mình nghĩ chắc các bạn cũng sẽ vĩnh viễn từ bỏ món ốc. Dĩa ốc tuy nhỏ nhỏ vậy thôi chứ lại chứa hàng trăm chúng sanh, nghiệp sát trên dĩa ốc ấy thực sự rất nặng. Nhân duyên thứ tư, nhân duyên này là cách đây 10 năm khi mình mới tạo YouTube này. Khoảng thời gian đó lùm xùm việc anh hàng xóm cự tuyệt ăn mặn, quyết tâm đòi ăn chay. Lý do là sau khi xem xong VCD quay cảnh lò mổ làm thịt heo bò trước khi bán ra thị trường, anh thấy tàn nhẫn quá nên nhất định bỏ thịt không ăn nữa và đi in đĩa ấy gửi tặng cho mọi người. Thấy vậy nên mình cũng tò mò lên mạng xem thử,
và mình cũng bị chấn động khi xem những cảnh giết chóc tàn nhẫn đó. Mình sinh ra và lớn lên ở thành phố, mình ăn thịt bò chứ hiếm khi được thấy một con bò. Mà khi ăn mình cũng không suy nghĩ nhiều, mình chỉ nghĩ nó là thịt bò, chứ không nghĩ được sâu hơn, rằng nó là thịt của một con bò, nên để có miếng thịt này thì phải giết chết một con bò. Mình không có nghĩ được như vậy, nên khi xem xong mình cũng chết lặng. Mà vào thời điểm ấy thì xui khiến sao mình đã thấy câu lạc chay tuy chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Câu nói ấy đã gây ấn tượng rất mạnh đối với mình. Từ những cảnh tượng mình đã thấy và từ hai câu thơ đó, hễ cứ nhìn chén cơm là mình thấy nó ngập trong máu đỏ. Thế là mình không muốn ăn thịt nữa, mình bắt đầu nghiên cứu về việc ăn chay và cũng đăng những clip lò mổ đó lên YouTube vào năm 2009. Mong rằng mọi người cũng sẽ thấy những gì cần thấy, biết những gì cần biết. Nhân duyên ấy giúp mình nhận ra một điều là con người chúng ta là loài yếu nhất nhưng cũng là loài ác nhất. Vì miếng ăn mà còn hơn cả hổ báo, mà cũng không thể so sánh được với hổ báo vì tụi nó không có sự lựa chọn gì khác ngoài nguồn thức ăn đó. Còn chúng ta có sự lựa chọn. Chúng ta biết trồng trọt, nấu nướng, biết chế biến ra vô số thứ từ rau củ, nhưng vẫn lựa chọn sát hại để dưỡng thân. Mình thấy con người chúng ta ẩu đả xô xát nhau có một vết chém trên thân mà đi cấp cứu khóc than rồi đăng báo làm tùm lum hết. Trong khi chính mình ra tay chém vợ cả trăm nhát rồi mặc cho nó nằm đó vùng vẫy gào thét, ngập ngụa trong máu đỏ mà lại xem như một điều hiển nhiên. Khi các bạn cảm thấy thèm đồ mặn thì hãy nhìn vào lưỡi dao, nhìn nó thật kỹ. Bởi nếu còn ăn thịt thì oan oan tương báo, nhân quả xoay vần. Một ngày nào đó lưỡi dao ấy cũng sẽ lại xả vào trên thân. Nhân duyên thứ năm thì hôm đó có một người bạn của mình tự nhiên lại hỏi mình là mình ở Sài Gòn đúng không? Vậy mình có biết cái nghĩa địa nào lớn nhất Sài Gòn không? Mình khi ấy thiệt rất là bối rối với câu hỏi đó. Ừ thì đúng thiệt mình là người Sài Gòn, nhưng mình đâu có đi ra nghĩa trang đâu mà biết cái nào lớn nhất. Và tự nhiên khi không đang yên đang lành lại hỏi một câu bất ngờ mà lại lạc đề như vậy. Mình vẫn chưa kịp hiểu ra vụ gì, thì bạn ấy liền lấy ngón tay chỉ thẳng vào bụng mình. Ở đây nè. Trời ơi, lúc đó phải nói là mình bừng sáng, thật sự là quá hay. Đúng là trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta có thể thức tỉnh nhau bằng những điều rất nhỏ. Mình khi ấy tròn xoe mắt không nói được lời nào, vì vẫn còn đang vỡ òa với cái khai thị này. Mình còn nhớ khi ấy trong đầu mình lúc đó chỉ hiện ra hai điều duy nhất. Chỉ có hai điều thôi. Thứ nhất, nghĩa địa là nơi chôn xác chết. Thứ hai, bụng mình là nơi chứa xác chết của heo bò gà. Lúc đó mình cảm thấy bụng mình ghê vô cùng. Nhân duyên này lại giúp mình thấm thía hơn một chút về việc ăn chay. Mình nhận ra rằng mình không khác gì một nơi chứa xác ủ xác nếu vẫn còn tiếp tục ăn thịt chúng sanh. Nhân duyên thứ sáu, nhân duyên này thì chính xác là do không có tiền. Có lẽ lúc đó cũng là lúc mình bắt đầu biết ấn tống kinh điển và tập thành làm bố thí. Thời điểm đó mẹ với mình thống nhất với nhau, có bao nhiêu tiền sẽ dành làm thiện hết, nhà có gì ăn đó, không đầu tư cho ăn uống nữa. Và mình đã đồng ý. Thế là thời gian đó mình với mẹ ăn bầu chấm chao trường kỳ, để dành số tiền có được làm những việc thiện lành. Ăn uống tuy hơi khăm khổ một chút, nhưng những gì nhận lại thì hoàn toàn vô giá. Bao nhiêu thức ăn ngon ngọt, bao nhiêu sơn hào hải vị trên các nhà hàng sang trọng cũng không thể nào mua được những gì mình đã nhận được khi ấy. Những giọt nước mắt cảm kích, những cái xiết tay, những gương mặt tri ân, những thứ ấy là vô giá, hoàn toàn vô giá. Cho đi một là nhận lại 10, xả một sẽ được vạn hồi báo. Và cho đến thời điểm này mình có thể khẳng định với các bạn, đó đã từng là quyết định đúng đắn nhất của đời mình. Và khoảng thời gian đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mình. Nhân duyên này đã giúp mình quen dần với việc ăn chay và cũng nhận ra rằng ăn cái gì rồi cũng xong, cũng qua bữa. Ngon dở không là vấn đề quan trọng, bữa ăn tinh thần mới đích thực là quan trọng trong mỗi con người. Nhân duyên thứ bảy, mình nhớ hôm đó cả đảo tràng đi ăn chay, trong nhóm có một chị còn rất trẻ mà lại cứ luôn miệng kêu mẹ mình và những cô khác là chị, trong khi mọi người lại đáng tuổi mẹ tuổi cô của chị đó, lớn hơn ít nhất cũng phải 20 tuổi. Khi về mình hỏi mẹ, thì mẹ nói chị ấy chỉ thua mẹ mình có vài tuổi thôi. Lúc đó mình thật sự rất là sốc. Các bạn không tin được là cô đó nhìn trẻ như thế nào đâu. 50 mấy tuổi mà nhìn chỉ cỡ 30 tuổi. Về sau cô đó hay đến nhà mình chơi. Và cổ có một đặc điểm rất là hay là chỉ ăn rau. Mọi người ăn gì thì ăn, dù là nguyên mâm đồ chay đi nữa, thì cô ấy cũng chọn ăn rau. Cổ có thể ăn nguyên một rổ rau luộc thay cơm. Nói chung từ trước đến giờ thực đơn chính của cổ là rau xanh và rau luộc. Và cổ trẻ đến ngỡ ngàng,
hầu như tất cả mọi người đều đoán sai tuổi cổ. Đây là một điều rất là thú vị. Nó giúp mình nhận ra một điều, ăn rau rất là trẻ. Và đây là một yếu tố quan trọng mà phụ nữ cần lưu ý, nhất là với những bạn không tìm thấy được bất cứ ý nghĩa gì trong việc ăn chay. Thì lý do này là một lý do bạn cần cân nhắc, cô ấy thật sự rất trẻ. Nhân duyên thứ 8 thì mình không nhớ rõ hôm đó là 12 giờ trưa hay là 2 giờ trưa nữa, mà trời rất là nắng. Khi ấy mình với một người bạn của mình vừa ăn chay xong, ra dắt xe. Nhưng mà có điều là xe thì kẹt ở trong góc, mà phía trước lại có nguyên đàn kiến bò ngang. Cách duy nhất để xe chạy ra được là phải cán qua đàn kiến đó. Mình thì sấn sát lắm, mình cũng không thấy đàn kiến đâu, người thấy là bạn ấy. Thế là bạn ấy đòi khiêng xe qua, mình trợn mắt. Tại vì cái chiếc Honda Lead nó đâu có nhẹ, mà mình là con gái thì làm sao mà khiêng nổi. Hai đứa lại không dám nhờ ai, tại mất công người ta tưởng bị khùng. Có một đàn kiến bắt ngang đường thôi mà khiêng nguyên chiếc xe. Lúc đó nắng đổ lửa, thiệt là không nghĩ ra cách gì khác ngoài việc nâng xe, vì cũng không muốn lấy lá cây chặn lại phá vỡ hành trình đang di chuyển của chúng. Thế là mỗi đứa một đầu, cùng khệ nệ nhấc lên, nín thở không dám sơ sót. Tại dẫm lên một cái hay đuối sức hạ bánh xuống là chết không phải ít. Mình không biết mấy xe khác thế nào, chứ giờ thì mình vẫn còn ám ảnh chiếc xe đó. Đối với mình chắc nó là chiếc xe nặng nhất thế giới. Khiêng xong thì mình ướt nhẹp mồ hôi, leo lên xe mình nghĩ, thật sự là cảm phục. Khi ấy mình vẫn còn ăn xen kẽ chay vào mặn, còn bạn ấy là người ăn chay trường và giữ giới không sát. Bạn ấy không dám dẫm lên một con kiến, nâng niu từng con mũi con ruồi. Có hôm sơ sót dẫm trúng con nhện nhỏ xíu trên đường thì y như là đất trời sụp đổ. Lập tức tìm chỗ chôn xuống, lấy lá đậy lại rồi đọc 21 biến chú vãng sanh. Người trì giới họ luôn cẩn trọng trong nhất cử nhất động của mình để tránh tạo tác nghiệp và có tình thương yêu vô hạn cho hết thảy chúng sanh. Rất đáng để học hỏi. Nhân duyên khiêng xe tránh đàn kiến ấy đã giúp mình hiểu được thế nào là thương yêu mọi loài như con nhỏ và thế nào là trì giới đoạn sát một cách tinh nghiêm. Nhân duyên thứ 9, đây cũng là nhân duyên cuối cùng đã đưa mình đến với quyết định trường chay. Hôm ấy là ngày giỗ, mình đến nhà một người bạn của mình dự tiệc. Giỗ hôm ấy đặc biệt hơn những giỗ khác là do có mời đầu bếp nhà hàng đến để chế biến thức ăn. Rất nhiều đồ tươi sống được chuẩn bị sẵn. Khi nhìn thấy và nghe qua thực đơn là mình đã không vui trong lòng rồi, vì mình cũng hình dung ra được phần nào sự kiện. Đến khi đầu bếp oai phong trổ tài nấu nướng, mọi người trầm trồ tán dương, còn chúng sanh thì thi nhau giãy giụa trên lửa đỏ. Mình đứng một góc xa xa nhìn toàn bộ quang cảnh ấy. Mình cảm thấy lạc lõng, bất lực và bất mãn cùng cực. Lạc lõng vì mình cảm thấy mình không thuộc về nơi đó, không thuộc về đám đông huyên náo đang mịt mù khói lửa này. Bất lực vì mình không thể làm gì cả, mình thấy chết vô số ngay trước mắt mà chỉ có thể tuyệt vọng khoanh tay đứng nhìn. Bất mãn vì mình thấy con người chúng ta ác quá ác, chỉ vì miếng ăn, vì chút náo nhiệt chóng tàn mà sẵn sàng sát hại không thương tiếc bao nhiêu sinh linh, lấy đó làm trò vui mà còn rất là hân hoan nữa. Sự kiện ấy như giọt nước tràn ly, chính thức kết thúc chuỗi ngày xen kẽ chay mặn. Nhân duyên của mình là vậy. Hồi lúc đầu mình ăn chay mà vẫn thỉnh thoảng chen vào ăn mặn, vì mình và mẹ mình sợ thiếu chất. Dù đã nghiên cứu rất kỹ về dinh dưỡng trong rau củ, nhưng mình vẫn sợ. Đây là nỗi lo ngại truyền kỳ của hầu hết mọi người trước ngưỡng ăn chay. Nhưng nay mình cũng xin chia sẻ với các bạn, lúc mình còn ăn mặn, đến khi mình ăn xen kẽ chay mặn, và từ khi mình ăn chay cho đến giờ, sức khỏe của mình hoàn toàn như nhau, không khác gì cả. Vậy mà hồi trước mình cứ lo mãi vụ thiếu chất, rồi chần chừ kéo riết từ năm này sang năm khác. Thật là uổng phí và không cần thiết. Nếu các bạn cũng đang đắn đo suy nghĩ như mình đã từng, thì mình khuyên các bạn là cứ mạnh dạn ăn chay đi, không nên chần chừ nữa. Còn nếu ví dụ các bạn vẫn khăng khăng theo khoa học là ăn chay sẽ yếu hơn một chút, thì mình nghĩ là cho dù có yếu hơn một chút, để bản thân tránh được cảnh máu đổ thịt rời, tàn xương nát thịt sau này thì cũng đáng để đánh đổi mà, phải không? Ăn chay, nếu các bạn giữ được tâm bình lặng thì sẽ thấy không đói mà cơ thể rất thanh, rất nhẹ nhàng nữa là khác. Nhưng nếu ăn chay mà tâm các bạn loạn động thì sẽ rất mau đói. Mình thấy như vậy cũng tốt, vì nó giống như chiếc còi báo động vậy. Khi nào các bạn ăn chay mà thấy đói thì các bạn biết là hôm nay mình đã động tâm quá nhiều, là điều không tốt trong việc tu tập. Cần nên tịnh tâm lại. Đôi lúc có những thứ khi bị người khác bên ngoài nhắc nhở, chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng nếu là tín hiệu bên trong cơ thể mình báo động lại cho mình, thì chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận lời góp ý ấy hơn và vui vẻ tìm cách khắc phục nó hơn. Cho nên ăn chay cũng là một cách điều tâm rất tốt. Còn về ngũ vị tân,
thì trước khi ăn chay mình rất là thích mùi phi xào hành tỏi vì nó rất là thơm. Các món ăn có nó đều dậy mùi. Nhưng sau khi ăn chay được khoảng 3 năm rồi thì mình không thể ngửi lại mùi đó nữa vì thấy nó rất là hôi, rất là hăng, rất là nặng. Có mấy lần phải đến chỗ mọi người đang xào nấu đồ mặn. Mình không muốn làm chuyện khác người nên cũng cố rụ lại ngồi đó như bình thường. Nhưng thật sự là chịu không nổi nên ngồi được một chút rồi cũng phải đi. Cái mùi hành tỏi mà mình rất thích hồi trước bây giờ làm mình rất là chóng mặt, quay vòng vòng muốn ói vì nó rất là hôi và rất là nặng. Đến lúc đó mình mới phần nào hiểu được vì sao trong Kinh Lăng Nghiêm Phật nói cho dù những người ăn 5 loại thực vật hôi nồng mà có thể giảng giải 12 bộ kinh đi nữa, nhưng do chư thiên và các thiên nhân ở các thế giới trong 10 phương rất ghét mùi su uế của các loại thực vật đó nên họ đều sẽ xa lánh. Ngược lại thì những loài ngạo quỷ sẽ đến liếm môi của những người ăn 5 loại thực vật đó. Kẻ kia sẽ luôn chung sống với quỷ, phước đức ngày càng suy hao và chỉ tăng trưởng những việc không lợi ích. Lời Phật không sai. Mình hiện giờ chỉ là phàm phu, ăn chay mới được có vài năm mà đã chịu không nổi những mùi ấy. Cho dù có muốn cố gắng hòa đồng cũng không thể nán lại lâu. Huống hồ chư thiên thiện thần hộ pháp, các vị ấy đều là những hàng thanh tịnh. Mà nếu các vị ấy xa lánh rồi thì ai sẽ bảo hộ? Cho nên việc loại bỏ những gia vị này khỏi bữa chay là điều cần thiết và quan trọng với người Phật tử. Một trong những điều tiện lợi nhất của việc ăn chay trường mà mình không thể không nói đến, đó là bạn sẽ không cần phải xem lịch, lo nghĩ canh chừng xem hôm nay có phải là ngày rằm, mùng 1 hay là 10 ngày chay không, để còn biết mà ăn. Bởi khi ấy ngày nào của bạn cũng là ngày chay rồi, bạn sẽ được trì trai trong một cảm giác rất là ung dung tự tại. Phần chia sẻ của mình đến đây là hết rồi. Mình xin chúc những bạn nào hữu duyên nghe được sẽ sớm thành tựu việc trai giới của bạn. Nam mô Ca Sa Tràng Như Lai, Nam mô Thắng Quảng Như Lai, Nam mô Đại Thông Sơn Vương Như Lai.